Xin chào, mình là Castor Văn Tái và đây là Castor Cú Ốc, người sẽ đồng hành cùng các bạn ở trong số đầu tiên của Weekly Preheat, ở trong tuần thi đấu đầu tiên của giải đấu PMPLC Championship mùa thu 2022. Nếu phải diễn tả về cái tuần thi đấu đầu tiên này thì có lẽ là em phải dùng hai từ là bất ngờ. Bất ngờ với những cái lối chơi đã thay đổi của các đội tuyển ở trong khu vực C này, về cả các cá nhân thi đấu nổi bật nữa này, thì không biết anh Cú Ốc thì anh nghĩ sao? Rõ ràng thì nếu mà nhắc đến tuần thi đấu đầu tiên, chúng ta phải nhắc đến đó là FaZe Clan. Đây là một đội tuyển mà họ đã mang đến một lối chơi khác biệt hoàn toàn so với lối chơi chung của PMPLC Championship mùa thu 2020 lần này. Đó là lối chơi hổ báo và ăn thịt. Tony để Kay nhắc nữa. Về FaZe Clan thì chúng ta còn một cái tên nữa phải nhắc đến, đó là Tony Kay. Vâng, Tony Kay đã có rất là nhiều MVP liên tiếp và gần như là anh chàng này cũng, thật ra anh chàng này đã trở thành MVP của tuần thi đấu đầu tiên rồi. Nhưng đó là những câu chuyện của FaZe Clan đúng không anh? Chúng ta sẽ không tìm hiểu quá nhiều về FaZe Clan và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cả những câu chuyện khu quốc nội. Ở khu vực quốc nội, đến với những đại diện Việt Nam chúng ta thì phải nhắc đến hai cái tên, đó là nhà đương kim vô địch của PMPL mùa xuân SEA Championship, đó là Dingo Xavier, cùng với đó là cả Bảo Nam United nữa. Chúng ta mang đến hai đại diện cũng được đánh giá khá mạnh ở trong giải đấu quốc nội, nhưng hiện tại thì cả Dingo cùng với Bảo Nam sau tuần thi đấu thứ nhất họ lại đang dắt tay nhau ở nửa cuối cùng của bảng xếp hạng. Mặc dù chúng ta cũng không thấy có quá nhiều những cái lỗi ở trong cả hai đội tuyển này, nhưng ít nhất là cũng sẽ có những tiếng chủ quan đến từ cả Dingo Xavier, thậm chí là cả Bảo Nam trong tuần thi đấu đầu tiên, và cũng mong rằng họ có thể là thay đổi được trong tuần thi đấu thứ hai thôi. Với Bảo Nam có vẻ như họ chưa bắt nhịp được cái nhịp độ của giải đấu lần này. Có thể thấy rằng là không phải là chúng ta chơi không hay. Đúng mà rồi. Là đối thủ người ta chơi hay quá. Hay quá. Thế nên là bị hơi ngợp tuần thi đầu tiên. Nhưng mà tuần thi đấu thứ hai, tuần thi đấu thứ ba thì cũng chưa biết điều gì sẽ xảy ra đúng không anh? Nhưng mà bây giờ thì em cũng có một cái điều bất ngờ cuối cùng này là ngoài Dingo Xavier với cả Bảo Nam thì chúng ta vẫn còn những cái sự bứt phá lên đến từ cả Silas Diamond, một trong những đội tuyển mà lần đầu tiên tham gia SEA, thậm chí là cả Eagle Esports, họ chỉ đứng ở vị trí thứ hai của PMPL Việt Nam thôi, mà đến với cả giải đấu lần này thì anh cũng nghĩ sao? Và cái thứ hạng của họ cũng rất là cao nhé. Nếu mà để nói về hai cái tên là Silas Diamond và Eagle Esports thì có lẽ chúng ta cần phải nói nhiều hơn về Silas Diamond, khi đây là lần đầu tiên họ tham dự vào một giải đấu ở đấu trường khu vực C. Vậy. Nhưng những viên kim cương họ đã biết cách tỏa sáng ở đấu trường này. Họ mang về cho mình cái top 7 trên bảng xếp hạng tổng chỉ sau 6 đại diện Thái Lan thôi. Và Silas Diamond gần như đội tuyển làm tốt nhất so với phần còn lại của vòng league này. Đúng vậy. Ở trong Eagle thì thực sự là những cái top 1, những cái khoảnh khắc mà họ dành được cho mình winner chicken dinner thì cũng là những cái khoảnh khắc mà họ có thể yên tâm hơn về cái thứ hạng của mình thôi. Đã cố gắng lắm rồi đúng không anh? Còn bây giờ thì vừa nhắc đến Silas Diamond với cả Eagle Esports thì chúng ta sẽ đến với cả phần phỏng vấn các thành viên bên phía team Eagle Esports. Trong lần thi đấu đầu tiên thì mình cảm thấy vẫn chưa hài lòng lắm. Bởi vì mình có thể vẫn làm tốt hơn, nhưng mà vì một vài lý do như là mạng lag và các thành viên vẫn chưa phối hợp đúng với những cái gì mình mong muốn, nên mình cảm thấy chưa hài lòng. Ngày cuối cùng thì em cảm thấy tiếc nuối trận cuối nhất, bởi vì bọn em đã rút xa nhưng mà đồ thì không có cốt và rất là ít đồ, nên rất tiếc trận đó. Bọn mình sẽ cố gắng thay đổi và thích nghi để đạt những thứ hạng cao hơn tại phần đấu tiếp theo. Mình hy vọng rằng các team còn lại sẽ cố gắng thích nghi và thay đổi để đạt những thứ hạng cao hơn trong tuần đấu tiếp theo nhé. Vâng, và vừa rồi là những cái phần trả lời cực kỳ thú vị, cùng với đó là những cái chia sẻ của các thành viên bên phía team Eagle Esports. Cũng có những niềm vui đúng không anh, cũng có cả những cái sự lo lắng và là những cái sự chuẩn bị cho tuần thi đấu thứ hai này đến từ các thành viên bên phía team Eagle Esports. Và ở trong tuần thi đấu đầu tiên có những sự thay đổi như vậy thì anh Quốc nghĩ sao về tuần thi đấu thứ hai? Anh thử dự đoán xem nào, liệu có sự thay đổi nào không? Thực sự là với cái dòng chảy hiện tại của giải đấu thì anh nghĩ rằng là tuần thi đấu thứ hai vẫn sẽ là một đội tuyển Thái Lan họ thống trị top đầu của bảng xếp hạng. Nhưng từ top 2, 3, 4, 5 trở đi thì nó không phải là tất cả các team Thái Lan nữa, mà sẽ chám vào đấy đó là Dingo Xavier, Box Gaming, Silas Diamond, Eagle Esports và Bảo Nam United. Đấy, đấy là tuần thi đấu. Nghe cũng hợp lý, nhưng mà thực sự các bạn nhá, mặc dù anh em chúng tôi ở đây là anh em chúng tôi đùa với nhau, là anh em tôi nhìn mặt cười thôi, nhưng đó là một điều mà không chắc chắn là nó có thể xảy ra ở trong tuần thi đấu thứ hai, bởi chúng ta sẽ có những ngày nghỉ để có thể nghiên cứu chiến thuật mà các đội tuyển Việt Nam không hề yếu. Và đây cũng là những cái mà em cảm nhận được, và em nghĩ rằng sẽ có một trong đội tuyển nào đó bứt phá lên
top 1 cơ ở trong 1 cho đến 2 ngày hay thậm chí là cả 5 ngày của tuần thi đấu thứ hai. Không, thực sự thì em đánh giá em mơ như thế thì giấc mơ đẹp quá. Hy vọng. Vâng, vừa rồi là những gì đã xảy ra ở tuần thi đấu thứ nhất cũng như là những nhận định của mình cùng với Caster Pia Tuấn ở tuần thi đấu thứ hai. Còn bây giờ các bạn khán giả hãy đừng quên rằng giải đấu của chúng ta sẽ bắt đầu vào lúc 16 giờ trên tất cả các kênh sóng của PUBG Mobile Esports Việt Nam từ thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật hàng tuần để đón xem, đồng hành cùng với tất cả các đại diện đến từ Việt Nam chúng ta ở trong giải đấu lần này nhá. Còn bây giờ hẹn gặp lại các bạn ở trong phần pre-hit tuần sau.